Xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn quay trở lại với kênh Mua Bán Tục Cũ Kẹp Loan Kinh Môn Hải Dương. Ngày hôm nay thì trong buổi chiều hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị các bạn xem một mẫu xe 7 chỗ rất rộng rãi, số tự động. Đây là một mẫu xe Mitsubishi Granite được sản xuất năm 2005, đăng ký lần đầu năm 2006 anh chị nhé. Một mẫu xe mang cái lớp sơn màu vàng cát rất đẹp luôn. Và chiếc xe em đang chào bán cho anh chị các bạn với mức giá 245 triệu đồng thôi. Vô cùng hợp lý cho anh chị các bạn sở hữu được một cái mẫu xe 7 chỗ đi gia đình. Cái dòng xe này thì đi gia đình nó rất thích hợp luôn. Một cái dòng xe gầm cao 7 chỗ ngồi, mà cái form dáng của cái dòng xe này cũng rất là đẹp luôn. Đó, giá vô cùng hợp lý cho một dòng xe Mitsubishi Granite hơn 200 triệu đồng một chút thôi, nó vô cùng rẻ anh chị nhá. Mà chạy cái dòng xe này nó rất là thích luôn. Nếu anh chị nào đã từng sử dụng cái dòng xe này, đang đi cái dòng xe này thì chị có cảm nhận rất tích cực với dòng xe này luôn anh chị nhá. Mitsubishi Granite 2005, đăng ký 2006. Một cái mẫu xe 7 chỗ đó, hoàn toàn về sẵn sử dụng. Xe được trang bị rất nhiều cái tính năng để an toàn trên xe, túi khí ABS, màn hình cam lùi đầy đủ theo xe anh chị nhá. Gương tích hợp xi nhan gương. Và mang cái lớp sơn màu vàng cát hoàn toàn về sẵn sử dụng. Thì sau đây quý anh chị các bạn cùng em đi vào chi tiết cái mẫu xe này hơn. Và trước khi bước vào video chi tiết thì quý anh chị các bạn lần đầu theo dõi clip, nhớ đăng ký kênh, bật nút chuông thông báo để theo dõi những clip mới nhất em đăng lên thường xuyên trong ngày. Và xem xe trực tiếp tại Salon Ô tô số 1 có địa chỉ tại phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương qua số điện thoại của em là 0976 08 169. Sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh chị các bạn về cái mẫu xe Mitsubishi Granite anh chị nhé. Vâng, một cái mẫu xe 7 chỗ rất là rộng rãi luôn, ngồi thô vô cùng thoải mái, một mẫu xe về đi gia đình. Trang bị động cơ 2.4 số tự động tên tư nhân. Quý chị các bạn nếu có thể đến trực tiếp xem xe tại Salon Ô tô số 1 Kinh Môn Hải Dương và liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để được chốt cọc mẫu xe này, 0976 08 169 anh chị nhé. Đấy, một chiếc xe được đánh giá như một chiếc xe chạy vô cùng thích luôn. Đấy, vô cùng đàm, số tự động 2.4. Đó, như một chiếc vi thuyền tự động nhá anh chị nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Mang lớp sơn màu vàng cát và cam kết cho anh chị các bạn một mẫu xe không lỗi, không đâm xô tai nạn, không ngập nước gì, hoàn toàn về sẵn sử dụng. Form dáng thì cũng rất là đẹp và trường xe. Cái dòng xe nó rất là rộng rãi nhá. Trang bị đầy đủ túi khí ABS, màn hình cam lùi, tích hợp xi nhan gương. Đấy chị ạ. Tổng thành ngoại thất của mẫu xe nhìn nó rất là đẹp luôn này anh chị này. Không hề có một chút gì gọi là va chạm gì nhá, nó chỉ có vài chi tiết xước xát rất là nhỏ bên ngoài thôi. Cái này không đáng kể. Đó, giá chỉ có 245 triệu đồng anh chị nhé. 245 triệu đồng sở hữu một cái mẫu xe 7 chỗ. Em sẽ đi sâu một chút về cái phần ngoại thất đằng sau xe cho anh chị các bạn nhìn này. Đó, xe được trang bị đầy đủ màn hình cam lùi nhá chị đây, cam lùi đây. Biển số cũng khá là đẹp. Xe được dán tất cả các phím cách nhiệt rồi. Đó, dán tất cả các phím cách nhiệt trên chiếc xe rồi. Đó, đây tất cả cụm đèn anh chị này. Hoàn toàn là một chiếc xe nguyên bản anh chị nhé. Hoàn toàn một mẫu xe nguyên bản này. Máy số nguyên. Đó, hộp số tự động nguyên bản luôn. Không hề có hiện tượng là cán đụng hay là ngập nước gì ở mẫu xe này. Đó, xe được trang bị giá lốc để đồ đây. Cũng như là phần đuôi cá phần sau xe đây. Thì xe rất là thoát xe luôn. Đây, cốp xe đây. Chúng ta cũng để được khá là nhiều đồ ở cái mẫu xe này luôn. Đây chị này, tất cả cụm đèn cũng như là ti chống của xe là hoàn toàn nguyên bản nhá. Đó, còn rất là chắc chắn luôn. Nội thất được bọc mới hoàn toàn rồi. Nội thất màu đen nhá, được bọc mới hoàn toàn. Lỉ đây chị nhìn này, lỉ còn rất là sạch nhá. Ba dàn điều hòa. Đó, một mẫu xe 7 chỗ. Giá chỉ bằng một chiếc Innova G206 thôi. Đó, nhưng mà 206 chúng ta chỉ mua được số sàn 245 triệu chỉ mua được số sàn thôi. Đó, nếu anh chị mua về đi gia đình không chạy dịch vụ ấy thì anh chị có thể mua cái mẫu xe này. Đi nó rất là nhàn này. Mà đi rất là đầm xe luôn, chắc xe. Đó, ba dàn điều hòa độc lập này. Hệ thống tiêu chỉ của chiếc xe này zin cả xe anh chị nhá. Anh chị này. Đó, hệ thống tiêu chỉ của xe đây. Hệ thống tiêu chỉ là zin hoàn toàn, cam kết cho anh chị các bạn không lỗi. Đó, được đánh giá như một chiếc gọi là phi cơ mặt đất rồi, chuyên cơ mặt đất rồi, cái dòng xe này. Đó, 7 chỗ ngồi rộng rãi vô cùng luôn anh chị này, khoang ngồi này. Đó, khoang ngồi rất rộng. Đây,
nội thất hoàn toàn mới bọc xong. Nên là anh chị các bạn với cái bộ nội thất thì có thể hoàn toàn để nguyên để sẵn đi đâu. Đó, trang bị hộp số tự động. Màn hình cam lùi đầy đủ nhá. Trần nỉ nguyên bản. Điều hòa rất mát luôn. Cái dòng xe này, vô lăng đây chị này. Đó, trang bị hai túi khí này. Túi khí vô lăng và túi khí phần ghế phụ. Đó. Đấy, quý anh chị các bạn là đang quan tâm đến cái dòng Mitsubishi Granite này về mua đi gia đình thì liên hệ ngay cho em Loan để sở hữu nhá. 0976 081 699. Em cho anh chị các bạn kiểm tra luôn cái hệ thống đèn đóm của xe này. Đây. Đó, 4 tổng nâng hạ kính này. 4 tổng nâng hạ kính lên xuống bình thường nhá. Và các chức năng trên xe này vẫn hoàn toàn bình thường ổn định. Nó chỉ có vài chi tiết xước sát nhỏ bên ngoài và thân vỏ thôi. Còn lại thì tất cả các chi tiết trên xe không hề có hiện tượng lỗi gì luôn. Đó, cửa đóng rất là chắc luôn này. Rồi, tích hợp xi nhan báo rẽ nhá. Đó, tích hợp xi nhan báo rẽ cho một chiếc xe Mitsubishi Granite 205. Đăng ký tư nhân năm 2006. Đó, sau đây em sẽ cho anh chị các bạn xem luôn cái hệ thống khoang máy của mẫu xe này. Đây, cái hệ thống khoang máy của chiếc xe Mitsubishi Granite anh chị nhá. Hoàn toàn là một cái hệ thống khoang máy rất là sạch sẽ và khô ráo luôn. Lắp capo đây. Keo chỉ lắp capo còn nguyên zin nhá. Đó, keo chỉ lắp capo còn nguyên zin luôn. Máy nổ rất là êm, không hề có dụng rung lắc gì. Giá thì vô cùng rẻ rồi anh chị ạ. Tất cả các chi tiết xuất khi là cột của xe hoàn toàn nguyên bản cũng như tất cả cục đèn của xe. Ma lưỡi sơn màu vàng cát nguyên bản nhá chị nhỉ. Đó, màu vàng cát nguyên bản luôn. Đây, tất cả các xuất khi của xe này. Đó, một mẫu xe 7 chỗ ngồi số tự động đã trang bị động cơ 2.4 Mitsubishi Granite. Tên tư nhân, giá 245 triệu đồng. Anh chị các bạn nhanh tay sở hữu thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0976 081 699 anh chị nhé. Hẹn gặp lại quý anh chị các bạn qua những video clip tiếp theo ạ.